đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ xử lý số lượng lớn xương thịt lợn đông lạnh đã bốc mùi hôi thối đang trên đường mang đi tiêu thụ. Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại km 78 quốc lộ 9 thuộc khóm Trung 9, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị tuần tra kiểm soát địa bàn thì phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C06345 do tài xế Nguyễn Chí Pháp, sinh năm 1971, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển theo hướng từ Đông Hà lên Lao Bảo, có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái pháp luật nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện. Tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có nhiều thùng xốp chứa gần 400 kg xương thịt lợn đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quá trình kiểm tra, tài xế Nguyễn Chí Pháp không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ số hàng nói trên. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản xử lý đối tượng và tiến hành tiêu hủy số hàng trên theo quy định của pháp luật.